bạn Trung Kiên và bạn Nguyễn. Vừa rồi mọi người vừa nghe bài này và có ai biết rằng đây là tác phẩm gì không ạ? Không biết. Cũng có một số người biết nhưng mà đó là một con số rất ít để có thể chứng tỏ rằng mọi người đều yêu quý nhạc cổ điển. Và bây giờ tôi xin tiết lộ rằng bài này tên là Turkish March của Diabelli. Đùi gà Tây thằng này. Có nghĩa là hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm tôi hướng đến những loại nhạc đa đạo và sắp bị tuyệt chủng, có thể gọi là bị lãng quên. Với mục đích của nhóm là mang những loại nhạc này có thể trở nên gần gũi với mọi người hơn và quen thuộc với cuộc sống của chúng ta. Khẩu hiệu của nhóm chúng tôi là Music is the power of way of thinking, so why not take you with me? Tạm dịch là music, âm nhạc là một cách khác để chúng ta có thể tư duy về tại sao chúng ta không làm cho nó trở nên độc đáo hơn. Một cái dự án mà như thế này thì công việc đầu tiên sẽ là phải lên công tác để phải lên chuẩn bị và lên kế hoạch, đúng không mọi người? Và việc đầu tiên cần chuẩn bị là về nhân lực. Như bạn Nam Dương đã nói ở trên thì là nhóm Engine Music đã được thành lập với 7 thành viên. Về tài trợ, nhóm sẽ tìm tài trợ về địa điểm và in ngân. Về địa điểm thì sẽ có hai phần, đó là địa điểm tập thì sẽ xin tài trợ của Black Box, đó là một nơi để mà chuyên thuê các phòng tập nhảy hay là tập hát của bọn mình. Thứ hai là về địa điểm biểu diễn thì nhóm chúng mình sẽ biểu diễn ở một số nơi công cộng, ví dụ như là công viên hay là các vườn hoa công cộng để có thể là thu hút được cái sự chú ý của mọi người đến nhóm của bọn mình. Tiếp theo là về phần PR thì là nhóm sẽ tìm các nhà bảo trợ truyền thông, ví dụ như là kênh 14 hay là Yacht TV. Vậy tại sao lại là những cái nhà bảo trợ như này? Tại vì những cái nhà bảo trợ này nó rất là thu hút giới trẻ và từ đấy là đồng thời là sẽ giới thiệu bọn mình và sẽ PR mình cho giới trẻ, và như thế là đó, và đó cũng chính là cái đối tượng mà mình cũng đang nhắm đến. Và cuối cùng là trong những cái buổi biểu diễn để mà có thể là quảng bá cho mọi người thì là sẽ nhóm sẽ dự đoán được cái số người đến dự để có thể làm chuẩn bị được thật là tốt. Ban đầu nhóm chúng tôi sẽ biểu diễn theo tính chất phi lợi nhuận và địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn hướng đến là tượng đài Lý Thái Tổ. Và còn về lịch biểu diễn thì chúng tôi sẽ biểu diễn 2 tuần một lần vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Mời các bạn đến đón xem. Đối với chương trình của chúng tôi thì ai cũng có thể được tham gia, và từ trẻ đến già, từ sơ sinh đến chưa sinh. Và ai